chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sử dụng sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Hôm nay anh em mình lại ra đồng có món được thằng bạn nó tặng cho thịt bò Kobe. Không biết cái loại này hình như loại này là A mấy hay là B mấy nhỉ? A5 hay sao ấy. Nó bảo là 2 triệu một lạng ăn trong nhà hàng. Không biết đấy. Thế là anh em mình đem ra đồng ăn cho nó chất chơi. 2 triệu một lạng trong nhà hàng. Thịt bò đấy thì thịt bò đấy nó rất vàng hay sao chả biết. Bò rẻ có 200 nghìn một cân rồi. Đấy là bò này mình còn không biết là bò Kobe nó như nào đây. Cho các bạn xem thử một miếng nhá. Đây. Chưa bao giờ ăn thử thịt bò Kobe. Đây. Anh ăn sống thử xem có vị gì không? Điên à? Ăn sống nào. Bây giờ phải làm một cái nó phải thật chất chơi. Chất. Dán lên thì chất. Mày cất sang bên kia. Anh sẽ hy sinh đời dài. Làm gì? Anh nhảy xuống ao rồi. Ơi, đau. Xây dịch sang bên đấy, xây dịch sang bên đấy. Anh xuống đây anh bốc bùn anh đắp nồi. Anh dở à, món ngon thì lại làm đểu. Ngon làm nó phải chất lượng, đúng không? Lượng. Kéo cồn lên kia. Đấy nhá, mày đấy ra xong đây nhá. Đắp một cái lò ở đây nhá, đốt cồn ở bên dưới nhá. Cho người bắt nước chấm cẩn thận. Anh làm phải chuẩn chuẩn vào đây không hả? Hỏng hết cả siêu phẩm. Hỏng cái gì? Từ tao xem đó. Rồi, anh nhảy xuống đây này bùn nhiều. Thôi, đây, tao xuống ruộng. Lạch thế. Anh làm gì á? Nước ấm à? Ui, thủ thế. Ấy, sao đây lại tầng cát? Ui, anh bắt mấy con ông nồi lên. Ui, đây lại tầng cát. Tầng cát. Ui. Thì tao xây ở đây. Tầng cát. Cát cũng đắp được mà. Cát đắp nó sập chứ à? Ở dưới bên đây này, bùn bên đây này. Như đây có mấy hòn sỏi này, hay nướng sỏi nhỉ? Nướng sỏi gì? Cát đắp nồi, đây, sang bên này, sang bên đây. Đây, đây bùn này. Nó xuống dưới này này. Nghĩ. Từ từ tao một sụt một phát à. Cứ chơi vẻ chắc. Cầm cho tao cái điện thoại. Anh có trò chơi không cho em chơi? Trò cái gì? Trò con chơi điện tử. Điện thoại của anh. Ơi sao điện thoại của anh nó như kiểu mạng nhện đấy? Hả? Mạng nhện gì? Người ta gọi là vỡ màn hình. Xước xước đấy. Đấy nhá. Ủa nhưng cái bùn này tanh lắm. Và nhưng mà bùn này mình có ăn liên quan gì đến. Ôi! Nào! Ui! Anh nghịch bẩy đi nhỉ? Im. Bắn hết rồi cho anh em. Bắn mấy mà bắn. Được chưa? Từ từ. Chưa đủ đâu. Ủa, chạy đâu, người ta căn hết rồi. Căn thế mà bắn. Bắn cả vào bát này. Bát tí rửa. Không phải chạy. Ở sao người ta đắp vào đây làm gì? Đắp để chặn lại để xây cái thành đấy. Hả? Đầu anh chỉ để mọc tóc rồi à? Xây thành nào? Thành đấy. Ây da. Được rồi. Từ. Để tao lên đó. Mạnh cây đá. Ừ. Cây đá không thành siêu phẩm. Mà siêu. Không phải chạy. Ây da, ok. Được rồi. Rồi. Sao? Anh đi chơi lô cốt à? Đi lô cốt. Đây, đây. Thì anh đây, không nướng ở nhà ấy. Không, người ta ăn ở khách sạn 5 sao 2 triệu một lạng. Mình ăn ở khách sạn 1000 sao gì đó. Hàng vạn sao. Tối mới có sao.
anh đắp cái rác vào đấy. Rác gì? Đây gọi là rác đâu, gọi là bẩn. Nhìn anh bẩn đấy chưa? Ấy, thế mày đặt bỏ cái kia xuống, ướm cho tao cái này vào đấy. Đấy, bỏ thịt xuống, lấy cái kia đây. Nhớ em lấy bánh này. Ướm trên. Chà. Rồi, ok. Ok, đây đi. Rồi, ok. Nào, đặt nó vào đây. Đấy, mày đặt ấn nó xuống. Thế, rồi, nào. Xuống nữa. Ấn xuống nữa. Xuống nữa đi. Thì thôi. Cao quá. Ấn như mà ấn. Ấn đi, tao tay bẩn. Đấy, nữa bên đây, cân bằng vào. Thấp quá nó không chảy đâu. Rồi. Ấy, quên. Thế thì phải đặt cồn vào trước chứ nhỉ. Thế lại nhấc lên đi. Nhấc lên. Đặt xuống đất, đưa cái cồn vào đây. Vào từ từ. Yeah. Cái điện thoại này anh ấy còn ném bỏ rồi. Rồi, đặt cồn vào đây. Mấy cục? Ba cái. Cho vào đấy. Nhanh cái tay lên. Rửa kệ nó. Rồi một cái này. Hai cái này. Tiếp. Hai cái này. Rồi, đưa cồn đây. Tao rửa tay tao lại. Thế anh chạy rửa tay mà làm. Hả? Thế rồi, không lấy gì cắt cồn à? Cắn. Mày cắn đi. Cắn được mà. Để đâu nhỉ? À, về được. Đấy, chết. Không vứt rác bừa bãi. Nhặt lên. Nhặt lên. Đây, dài đây. À, đưa cục nó đây. Chị thuốc cành áo quên nhỉ? Rồi, cài vào sau. Thế mà hôm trước có ba chửi anh mà. Không còn chùi. Người ta bảo là ý thức cứ cất trong chùi. Anh phải đốt thì ra trong chùi. Rửa đi ra cái thanh này bẩn này. Sạch rồi. Ê, thế thì phải khoét đoạn này ra nữa cho nó gió nó thốc. À mà gió thốc thì lại. Cháy đâu? Cái này. Ừ, tí nó tạt nhau là cháy hết. À nữa là. Sao? Không phải là tắt. Tắt thế nào được? Thấy không? Từ kiểm nghiệm đã. Ui nóng lắm. Ui nóng thế. Tắt mất. Ừ. Tao thiết kế lại. Cái đục phải cái lỗ. Ừ, không phải đục lỗ. Anh cởi trần ra. Nó vướng. Tôi cãi cái gì rút này. Rút bỏ đi cho em buộc phải chân chim. Rồi mình đặt lên. À mà thôi, để tao bỏ hết luôn. Dọn sạch, ăn uống để sạch sẽ đàng hoàng. À. Đấy. Uống để đàng hoàng. Đàng hoàng. Sẽ. Sẽ.
thôn chủ mở đường em. Hả? Ai chửi anh? Thôn. Anh bẩn, sống bẩn quá. Đồ bẩn quá. Sống bẩn. Tao sống không bao giờ bẩn nhá. Thế nào mình phải bẩn. Ui, bẩn đấy. Đây là bẩn. Cô bê. Ai xa. Cháy bẩn. Mày lấy cái lau đi. Nào. Anh áo anh trắng là lau. Xả nè. Ui, bẩn lắm. Lau đi. Được rồi. Chỗ này cũng bẩn nè. Ui. Đóng ấy. Ừ, hay là cho mấy viên đá lên trên nhỉ? Để nướng. Nướng trên đá. Nướng luôn như này này. Nướng luôn nơi sợ cháy không? Đây tao vẫn bẩn. Để rửa lại. Em khai chiên trước đấy. Hay là cho mấy viên đá lên nhỉ? Đá lên làm gì? Ờ thôi, cứ nướng thử trước đã. Ấy. Cho đá lên chợ nướng có chín không? Ấy. Nào. Anh. Em đây. Đá lên nó có chín không? Đặt, cháy anh ấy cho dầu vào cơ. Có dầu. Cô bê này. Ui dính. Dính. Để cho đá chứ. Ờ cho anh cho vào. Ấy em test cái này. Ờ ta thử xem. Em test. Ừ. Thấy chưa dính. Không có dầu. Không được, không được, không được. Được. Mà thôi cứ thử trước đi đã. Úi, dính á. Dính nhằng. Các bạn đã ăn kiểu này bao giờ chưa? Mở vai. Dính anh ạ. Ơ nhưng mà ra nước lại không dính nữa. Ui, không phải ăn tái chứ. Mày mới ra quán miếng bò cà phê nhỉ. Cô ấy cà đi. B, miếng là B. Miếng là B. Ừ. Đấy, tắt đi sao mà không. Nước chấm, nước chấm, đưa tao nước chấm. Mày ăn nhạt à? Ngọt quá. Chắc ngọt lắm rồi. Đấy, nó phải tái thế này. Ăn tái này các bạn nhé. Thịt bò cô B. Ở đây bị cháy mất anh. Nhật bổn. Anh nhặt mấy miếng đá lên đây để đặt. Ngon lắm. Ngon nhỉ. Háo à. Ô, ăn nó mềm nhá. Nó thơm. Nhưng mà sao đắt thế nhỉ? Ngon. Thơm mới tưởng. Anh miếng này làm lại nhỉ. Ngồi xuống đằng hoa. Để ngồi chân. Ngọt lắm. Đất bắt đầu khô. Nào sánh. Ăn này thôi rồi luôn đấy. Tái thôi, ăn tái thôi, không ăn chín. Úi xà. Cá bì, cô bì. Cái này không bỏng. Tạt hết gió bên kia sang bên kia. Quên nên đần đáng nhẽ ra phải có ít bơ hoặc là ít dầu. Anh về lấy đi. Ui, thế mà hôm nọ còn mỡ đà điểu một quỳ. Thế anh đã về lấy đi. Về lấy thì mất ăn à? Ừ, có lon bia nữa. Ui cháy. Ui mời các bạn nhỉ. Cái xe chấm một lắc. To một to vậy. Mình thấy thật ra nó cũng không gọi là nó ngon thì ngon thật nhưng mà nó vẫn tưởng đấy nhưng mà với cái giá như thế thì làm gì cơ. Này mày nướng của mày đi nhá. Con chó này. Ăn được một cái mắm tiền nướng cái này à. Đây nó mềm hơn, nó ngon hơn. Ngọt.
Nhưng mà so với cái thịt bò 200 cân bò nó nhiều. Nó đắt quá. Bò đấy chửa nhá. Bò của mình hôi nhỉ. Cái này nó thơm nhá. Thấy bảo là chắc bên mình không bao giờ dọn chuồng bò nên nó hôi. Bên này chắc là tắm suốt ngày tắm cho bớt bò ấy. Bây giờ thì hình như là bò này vừa được nghe nhạc lại còn được massage. Ôi khoái nhỉ. Thế mình không bằng một con bò. Thế anh không bằng một con bò. Mày. Nhưng mà cuối cùng là nó cũng bị thịt hết, hiểu không? Cái gì mà sướng quá cũng bị thịt này lắm. Người ta gọi là nuôi con gì là cũng để thịt. Ui, bốc hơi. Phải xấu bẩn đấy mà không bị thịt. Ủa, cái miếng này anh cũng lật lên. Mình lấy đoạn đấy không có gió, nó không tạt được gió. Đó là... Nó vẫn ảnh hưởng đấy là sao? Anh cho mấy miếng đá vào ăn cho nó thơm đá. Ừ? Không cần đá? Không đá. Hay là mày thử miếng đá không? Anh ơi, em thích ăn không chấm hơn cơ. Để ăn nốt miếng này đi, tao mò đá lên. Để thử miếng đá nhá. Ăn đừng có chấm gì đâu bạn. Ngọt lắm, thơm lắm. Ăn không á? Đã ướp cái gì đâu? Con này mình chưa ướp một cái gì nha các bạn nhé. Đấy, từ. Tắm màu đá đã. Rồi đá đây, chỗ này đây. Ủa cái này nó cháy nha. Thế thì tắm màu đá đã, chỗ nãy tắm màu được mấy viên đâu. Đáng ăn. Đây này. Xếp lên. Ui. Đấy. Quên phải đem cái ghế đi. Ăn bò phong cách Dubai mà nghe đấy thế nhỉ? Anh ơi, con cá rồi. Ấy, cá rồi. Tránh để ta đi bắt. Cho lên đây nướng luôn. Đấy chứ, cái mắt đấy. Tính cồn. Ây da. Ui, cá rồi. Anh nhanh vào đấy. Nó sẽ rút vào cái gốc. Từ từ. Gốc kia rồi. Đấy, cái mắt đấy nhỉ. Ui, con này hình như đấy rồi đấy. Nó ngấp ngoài. Sao nó ngấp ngoài ấy nhỉ? Anh mổ đi nướng luôn. Không mổ. Không mổ á? Ừ. Thì tao vào đây. Ui nó dậy, ui nó vẫn dậy. Yeah. Cá này là cá mương. Ăn ngon lắm. Con cá này. Đây là cá mương các bạn. Ăn rất là ngon. Nhưng mà tắt rồi đây này anh ơi. Ngấp ngoài thì sao? Tắt rồi. Đấy. Sao? Mấy bò thì bò ra. Mà tốt nhất tao phải bảo này, không phải đá đâu. Nhắm vào đi. Ừ. Đá mày ngon. Tắt. À. Cho vào đấy. Cho đây. Anh kê đá lên này. Đốt. Thấp quá. Ê, cho thêm bùn vào đây. Con cá nó dậy mất, giữ lên nó. Ơi. 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 Ăn cho con cá nhé. Chín luôn rồi. Mình đã rồi đấy. Wow. Ôi trời. Ngọt thế.
Dưa ăn tàn phá hại. Bạn anh tốt nhỉ? Rồi, bạn anh nhiều người tốt lắm. Lại tát rồi. À! Bỏng. Tát. Đáng ăn thế lại cao lên đó thì nó mới không bị tắt. Đang nào cũng có ăn thì bắt được chấm rồi. Ngon nhỉ. Ui, nóng thế. Mao đệ thế nào phát biểu cảm giác. Đây là thịt bò cu bê được rồi. Anh em nhìn này. Nó thật sự là mình thấy khá là ngon nhưng mà. Ngon mấy trường. Đây này, đây này, đây này. Dạ. Đây. Nướng kiểu này cũng khá là hay các bạn. Cũng có đá lên vào. Ăn này ngon hơn ăn lẩu. Úi, mở thế nhỉ. Ngon hơn ăn lẩu. Cho hết chưa? Ấy, con cá từ lúc đấy. Cá chưa chín. Khéo lại tắt bếp rồi. Ăn ngon lắm các bạn. Đặt hẳn một lớp đá luôn nhỉ. Vâng. Thôi, anh chén tiếp đây. Ăn phi rồi, phi rồi đấy. Có con lợn quay. Hả? Bông người ta nuôi cho uống đường là sao mà ngọt nhỉ? Chẳng biết được, thấy bảo nghe nhạc và massage thường xuyên. Kiểu như hoàng cung. Nhưng mà sau là cuối cùng là để thịt hết. Ê, cả mường. À. Ngon lắm. Ngon nhiều. Ăn mới. Cái con cá này cũng 3 triệu một lạng. Nói viết cho lắm rồi nó học. Thế bảo ngon hơn thịt bò. Mày đi. Ra. Lắm xương quá. Ngọt nhỉ, nhưng mà lắm xương. Ốc dừa. Ốc cho cười em bị ốc trừng trừng. Học ạ. Ngon. Để mà nói bỏ ra 1 triệu một cân một à, một cân thịt bò 1 triệu à đó 1 lạng à, gần 10 triệu một cân thì chắc là à nó 1 lạng là 2 triệu một cân là 20 triệu đấy là chế biến trong nhà hàng rồi. Thế mà chưa chế biến thì thôi tính giá nửa đi, 10 triệu một cân quá đắt. Mùa bốt của hàng đế mà ăn. Và đây là thực phẩm dành cho các đại ca à đại gia. Ê, mình là đại gia ăn đấy. Đại gia ăn bẩn. Sướng. Đấy, tao nhằn ra được. Đại gia chân đất. Đại gia chân đất. Mang đi mua cái ô tô nhỉ.
Một ô tô. Anh có tiền không? À, Ferrari 488. Anh có tiền không? Mình không đủ mua Ferrari thì mình mua 4 bánh thôi đấy. Thiếu thì tiền. Tiền nhiều để làm gì? Tiền và quyền. Để ăn cơm. Thế nên là phải ăn tiêu đi. Còn quá, còn mà mình quên. Này, cầm lấy. Không. Cầm. Cầm ném vào đi. Thế này anh nhắm lên phê. Em được nhắm vào đây không? Em là xèo ấy. Chắc chắn là xèo. Nhắm vào cho này nhé. Ấy, bốc khói. Sôi đùng ngục. Em nói em nhắm nhanh quá. Ê, ui. Nó mới vào cho nhắm đi. Dính đâu. Cho anh ăn lúc nữa nè. À. Cho cá, nuôi cá, nuôi đơn đơn. Nào cho bắt. Còn đấy. Im, im. Thôi, clip này anh em mình kết thúc ở đây đây. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nhé. Nhớ đăng ký vào chung hay cạnh nhé. Nhớ là chia sẻ cho các bác cùng xem. Thịt bò Kobe khá là ngon nhưng mà đấy. Nhưng mà nói chung là không đến thử. Ừ. Chân lên của ai thì ngon quá. Đào dọn đồ đây. Tăng ta ra tăng. Ở đây úp cho nó tắt à. Ui. Tắt. Tắt. Tắt chưa? Tắt. Chưa tắt. Ô, cái lúc muốn nó tắt thì nó không tắt nữa. Tắt. Chưa tắt, vẫn cháy mà. Vẫn cháy. Đấy, nó phải bục cái. Ui, cháy luôn ở cái này. Không cháy ở mồm nữa. Không tắt rồi mày. Thì nó chát à? Mày tắt rồi. Mày vẫn không tắt. Mày không tắt rồi. Đi về đây. Tứ dọn đây đó. Ờ, vì mượn môi trường xanh sạch đẹp. Run đẹp. Thôi đi. Đây, mày cho bát đi để anh dọn vào chỗ này. Anh dọn đi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tama TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là
đó là giảm béo nha mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. À, ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.